Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Sài Gòn phối hợp cùng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh, Dĩ An, Bình Dương đã tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ban tổ chức đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng 400 phần quà cho bà con và học sinh địa phương với tổng trị giá 200 triệu đồng. Đây là hoạt động thường xuyên của nhóm Thiện Tâm Sài Gòn, trung bình mỗi tháng một lần sẽ đến khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, nhất là các bà con có hoàn cảnh khó khăn hay người cao tuổi. Đội ngũ chuyên gia đa phần là các bác sĩ đã về hưu cùng với các bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động ý nghĩa này góp phần cùng với chính quyền địa phương, chung tay cùng cộng đồng xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.